Tại Singapore, cứ tháng 7 âm lịch hàng năm người ta lại tổ chức gây tai, tức đêm nhạc dành cho những người đã khuất. Vì dịch bệnh, năm nay đêm nhạc này đã thay đổi cách thức tổ chức từ trực tiếp trên sân khấu sang trực tuyến. Trong một căn phòng với ánh sáng mờ ảo, ban nhạc bắt đầu chơi. Đêm diễn gây tai ở Singapore chính thức bắt đầu. Kiểu đêm nhạc như thế này tương đối phổ biến ở một số quốc gia Đông Nam Á nhân ngày rằm xá tội vong nhân. Do dịch bệnh COVID-19 nên thay vì biểu diễn trực tiếp trước hàng nghìn khán giả, thì đêm nhạc gây tai năm nay tại Singapore được thực hiện trong trường quay và phát trực tuyến. Cách làm này là lối thoát cho những người kiếm sống nhờ những buổi biểu diễn này khi mà dịch COVID-19 chưa kết thúc. Trước khi dịch bệnh xảy ra, tại Singapore, mỗi buổi biểu diễn gây tai ngoài trời thu hút hàng nghìn người theo dõi. Việc cấm tụ tập đông người nơi công cộng khiến mọi người phải tìm cách khác để xem và thế là những buổi biểu diễn trực tuyến lại chật kín khán giả. Dĩ nhiên là tôi thất vọng. Mọi năm khi lễ hội ma đói đến, mọi người đều rất vui. Nhưng năm nay tôi cảm thấy trống trải, không có không khí đặc biệt, không có gì đặc biệt về trang phục tôi chuẩn bị hay bài hát tôi sẽ hát, chẳng có gì hết. Lễ hội ma đói năm nay thực sự buồn, đó là sự khác biệt rất lớn so với những năm trước. Lễ hội ma đói là tên gọi khác của lễ xá tội vong nhân. Aaron Tan, người sáng lập Lex Entertainment Productions, đơn vị chuyên tổ chức các buổi biểu diễn gây tai cho biết. Anh hy vọng những buổi phát trực tiếp sẽ thu hút thêm người hâm mộ đến với công ty. 4 năm qua, công ty này đã phát trực tiếp các chương trình biểu diễn gây tai, nhưng năm nay số lượng người xem nhiều hơn với hàng trăm nghìn người theo dõi, thậm chí có cả khán giả ở nước ngoài. Thực tế thì trước đây tất cả các buổi biểu diễn gây tai của chúng tôi đều diễn ra ở các địa điểm trực tiếp, vì thế có nhiều khán giả tới xem. Còn giờ do dịch bệnh, chúng tôi phải biến những khán giả xem trực tiếp thành người xem trực tuyến. Nhưng vì chúng tôi đã triển khai phát trực tuyến 4 năm rồi, nên đã có một lượng người xem trung thành. Thực sự khi biểu diễn như thế này, chúng tôi mong các buổi biểu diễn gây tai sẽ trở lại các địa điểm biểu diễn giống như trước đây. Khán giả xem online có thể trở thành khán giả xem trực tiếp. Vào thời điểm nhiều sự kiện giải trí nghệ thuật bị hủy bỏ, biểu diễn gây tai phát trực tiếp giúp những người biểu diễn trở thành tâm điểm chú ý. Chúng tôi thực sự rất trân trọng cơ hội này. Chúng tôi trân trọng từng buổi biểu diễn của mình, bởi hiện tại không giống như trước đây, không giống lúc chúng tôi có thể bước lên sân khấu. Điều đó giờ không xảy ra. Giờ thậm chí để có được một buổi biểu diễn cũng rất khó. Vì thế chúng tôi thực sự trân trọng mọi thứ. Trước buổi biểu diễn gây tai trong một phòng thu âm vào cuối tuần qua, những người trông coi các ngôi đền đã mang đến những bức tượng của các vị thần, những người biểu diễn ăn mặc rực rỡ, pha trò và hát. Những người yêu mến biểu diễn gây tai hy vọng việc biểu diễn trên sân khấu trực tiếp sẽ sớm quay trở lại. Với tình hình dịch bệnh hiện tại, nếu cuối năm nay dịch kết thúc, tôi hy vọng năm sau mọi thứ có thể quay trở lại như trước. Chúng tôi lại có thể xem trực tiếp biểu diễn gây tai trên sân khấu. Công ty của ông Chua chuyên bán vàng mã. Ông cho biết do dịch bệnh nên các thủ tục trong lễ xá tội vong nhân năm nay cũng thu nhỏ quy mô lại. Gây tai là đêm nhạc truyền thống chủ yếu tổ chức trong lễ xá tội vong nhân tháng 7 âm lịch hàng năm nhằm nghênh đón các vong hồn trở về trần thế. Những buổi biểu diễn này vì thế luôn thu hút rất đông khán giả tới theo dõi.